Kem chống lão hóa Lep G Cream có tốt không đang là câu hỏi được khá nhiều chị em quan tâm khi tìm cho mình một giải pháp để khắc phục làn da có dấu hiệu xuống cấp do tuổi tác một cách hiệu quả. Sở hữu một làn da khỏe đẹp không còn bị nếp nhăn hay lão hóa luôn là mơ ước của rất nhiều người. Khi đến độ tuổi 30, làn da bạn bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu lão hóa như vết chân chim, nám, tàn nhang. Nhiều người thường chọn giải pháp đó là đi spa, tiêm Botox hay phẫu thuật thẩm mỹ. Thế nhưng những cách này thường cho chi phí cao và hiệu quả nhiều khi không làm cho bạn cảm thấy hài lòng và bạn muốn có một biện pháp an toàn, tiết kiệm thời gian và giữ hiệu quả trong một khoảng thời gian lâu. Hiện nay trên thị trường, kem chống lão hóa Lep G Cream được biết đến như một loại serum có tác dụng với cả những nếp nhăn cũ và chống phát triển những nếp nhăn mới. Sau đây là những điều mà bạn cần phải biết về sản phẩm này. Kem chống lão hóa Lep G Cream có tốt không? Kem chống lão hóa Lep G Cream của nước nào? Thương hiệu nào? Có uy tín không? Thành phần của kem chống lão hóa Lep G Cream bao gồm những gì? Tác dụng từng thành phần đối với làn da như thế nào? Cơ chế tác dụng của Lep G Cream ra sao? Có thực sự tốt không? Có giúp xóa bỏ đi vết nhăn, vết chân chim, giúp làn da trẻ hơn? Kem chống lão hóa Lep G Cream có tốt không? Trước hết muốn biết được kem chống lão hóa Lep G Cream có tốt hay không, chúng ta phải hiểu rõ những nguyên nhân gây lão hoặc cho làn da đã. Một số nguyên nhân gây ra lão hóa da: tiếp xúc nhiều với tia tử ngoại mặt trời, đây là một trong những lý do gây ra lão hóa sớm. Nếu bạn thường xuyên ra ngoài nắng mà không có biện pháp phòng vệ cho làn da, tia nắng mặt trời vẫn có thể làm giảm độ đàn hồi và đẩy nhanh tốc độ lão hóa không ngờ. Thức khuya làm rối loạn việc trao đổi chất và hệ thống thần kinh, sẽ khiến cho da bị khô, giảm sức đàn hồi, bị sạm và không mịn màng. Chế độ ăn uống không khoa học, thiếu hụt dinh dưỡng có thể đẩy quá trình lão hóa da diễn ra nhanh chóng hơn. Căng thẳng thường xuyên, khi bạn rơi vào trạng thái căng thẳng, hormone cortisol được giải phóng ra nhiều hơn trong cơ thể. Đây là một loại hormone nguy hiểm cho làn da và nhan sắc vì nó có khả năng làm mất collagen khiến da giảm đàn hồi, nhanh chảy xệ. Ngủ nghiêng hoặc sấp, nếu bạn thường xuyên nằm nghiêng khi ngủ, da mặt có xu hướng nhanh bị nhăn nheo, nhão và giảm sự đàn hồi. Kem chống lão hóa Lep G Cream sẽ cung cấp cho bạn 5 giải pháp để cải thiện làn da lão hóa. Lep G Cream đã chứng minh hiệu quả phục hồi kết cấu da khỏe mạnh, săn chắc chỉ sau 3 tuần đầu tiên sử dụng. Được chiết xuất từ thành phần thiên nhiên, bổ sung sợi collagen tuyệt đối an toàn cho da, chăm sóc các liên kết da thêm bền vững, chống oxy hóa, ngăn ngừa và cải thiện đáng kể nếp nhăn, giảm tối đa khả năng hiển thị của các nếp nhăn và các đường hành, chân chim, mang lại sự tươi mới, sáng sủa, rực rỡ và khỏe mạnh cho làn da. Cải thiện độ đàn hồi, săn chắc da, giúp lỗ chân lông se khít, mịn mượt, bảo vệ da khỏi tác động của tia UV. Kem chống lão hóa Lep G Cream của nước nào? Thương hiệu nào? Có uy tín không? Kem chống lão hóa Lep G Cream là sản phẩm làm đẹp của Debo International, đó là hãng chuyên sản xuất mỹ phẩm và các sản phẩm làm đẹp cho thị trường châu Âu có trụ sở đặt tại Ba Lan. Trong năm 2017 và đầu năm 2018, Debo đã tiến hành nghiên cứu thị trường châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng khá kỹ về tính chất khí hậu, thời tiết cũng như thói quen sử dụng kem chống lão hóa của các chị em phụ nữ. Vì vậy, có thể yên tâm rằng Lep G Cream chính là một sản phẩm được thiết kế phù hợp hoàn toàn với làn da châu Á. Chính thế mạnh này đã đưa kem chống lão hóa Lep G Cream trở thành cái tên được nhắc tới khá nhiều trong thời gian qua, và còn sắp tới nữa trên các tạp chí làm đẹp Việt Nam. Kem chống lão hóa Lep G Cream tự hào là thương hiệu sở hữu dòng kem đặc trị chống lão hóa Active Cell Regeneration sử dụng công nghệ tổng hợp collagen tiên tiến nhất trên thế giới. Lep G Cream giúp phục hồi cấu trúc collagen bị hư tổn cũng như bổ sung những dưỡng chất giúp trẻ hóa làn da với công nghệ tiên tiến và cực kỳ an toàn. Có khả năng tăng cường độ đàn hồi cho da với tốc độ cực nhanh. Thành phần: kem chống lão hóa Lep G Cream là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Debo trong việc tìm ra giải pháp chống lão hóa da hiệu quả và an toàn. Lep G Cream chứa những chiết xuất có nguồn tự nhiên có tác dụng dưỡng da và trẻ hóa làn da. Sản phẩm này bao gồm một số thành phần chính sau. Thành phần: tác dụng: hyaluronic acid, được biết đến như glyoronan, là lycosaminoglycan, có khả năng giữ lại độ ẩm tối ưu hơn bất cứ thành phần tự nhiên hay polymer nhân tạo nào. Thực tế thì, 1 gram của hyaluronic acid có khả năng giữ đến 6 lờ nước. Điều này đặc biệt quan trọng với làn da bởi nước chính là thành phần giữ gìn độ ẩm và sự tươi trẻ cho làn da.
nếu mất nước da con người sẽ nhanh chóng bị già nua và lão hóa đi. Camellia sinensis hay còn gọi là chiết xuất trà xanh. Chiết xuất lá trà xanh, Camellia sinensis chắc là chiết xuất có đặc tính chống oxy hóa và chống ung thư cao. Nhờ chiết xuất là trà xanh trở nên rất phổ biến trong lĩnh vực mỹ phẩm như một thành phần chăm sóc da và tóc hiệu quả. Chiết xuất trà xanh thu từ những chiếc lá tươi của một loại cây nhỏ ở châu Á. Acid folic vitamin B9 tác động trực tiếp vào cấu trúc tế bào của ADN và giúp duy trì vòng đời hoàn chỉnh của các tế bào. Thành phần sinh học biến đổi của acid folic cho phép các tế bào da có thể hoàn toàn hấp thụ nó, từ đó giúp cải thiện sức đề kháng chống lại sự căng thẳng gấp 2 lần. Chiết xuất fucosa còn gọi là tảo biển non, chứa các chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thương do các gốc tự do gây ra trong cơ thể. Bên cạnh đó, tảo biển nô là một nguồn giàu các vitamin, đặc biệt là vitamin B cũng như nhiều khoáng chất khác. Cách sử dụng kem chống lão hóa Lepji Cream hiệu quả nhất. Với thành phần được chiết xuất từ thiên nhiên thì chắc chắn một điều kem chống lão hóa Lepji Cream sẽ không gây ra tác dụng phụ. Tuy nhiên nếu bạn sợ các tác dụng do cơ địa dị ứng thì cũng nên lưu ý trong lần sử dụng đầu tiên, hãy lấy một ít bôi thử lên mu bàn tay. Chờ khoảng 15-30 phút xem có bị dị ứng không, mẩn đỏ, ngứa, nổi rột. Nếu không thấy có triệu chứng bất thường gì thì hãy sử dụng cho da mạch. Hướng dẫn sử dụng Lepji Cream. Tẩy trang, rửa sạch mạch bằng sữa rửa mạch thông thường, sau đó thoa serum đều lên mạch. Massage theo hình vòng tròn hướng từ dưới lên, tránh để vào mắt. Dùng 2 lần trên ngày trong 30 ngày liên tục. Thông thường bạn sẽ thấy kết quả từ tuần thứ 3 trở đi. Bạn cũng cần kết hợp với chế độ ăn, ngủ, sinh hoạt điều độ tăng cường các loại thực phẩm lành mạnh cho da, tránh căng thẳng lo âu. Như vậy thì mới nhanh có hiệu quả và kéo dài được. Lưu ý, không để Lepji Cream dính vào mắt. Nếu không may để dính vào mắt thì cần nhanh chóng rửa sạch bằng nước. Lepji Cream là một trong số những sản phẩm bị làm giả nhiều nhất. Chính vì vậy, Lepji Cream chính hãng chỉ được bán trực tuyến trên website của nhà sản xuất với giá cả và thông tin sản phẩm được niêm yết công khai và rõ ràng. Vậy, làm thế nào để mua Lepji Cream ở Việt Nam? Hãy mua trực tiếp Lepji Cream tại website của nhà sản xuất. Dưới đây mình xin giới thiệu một địa chỉ phân phối Lepji Cream hàng chính hãng tại Việt Nam. Hệ thống này cũng phân phối tại 35 quốc gia khác trên thế giới. Bạn có thể tham khảo ở link đưa ở mô tả của video này. Một số lưu ý khi đặt mua tại địa chỉ trên. Bạn điền thông tin, họ tên, số điện thoại chính xác vào ô, sau đó nhấn nút đặt hàng. Trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt hàng, sẽ có nhân viên tư vấn gọi điện cho bạn. Bạn có thể thắc mắc tất cả những gì liên quan đến sản phẩm với nhân viên và họ sẽ giải quyết cho bạn. Bạn chỉ phải trả tiền khi nhận được hàng.